Kính chào quý khán giả đang theo dõi dịp sống ngày mới của truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 7 năm 2022. Thưa quý vị, tối qua, nhiều người đi đường ở thủ đô Hà Nội hết sức ngỡ ngàng khi thấy siêu trăng tiếp tục ngự trị trên bầu trời, bởi hiện tượng này vừa mới xuất hiện vào đêm hôm trước. Siêu trăng xuất hiện tại Hà Nội vào thời điểm trời tương đối ít mây, nên là người đi đường có thể dễ dàng ngắm nhìn. Và đây là hình ảnh được ghi nhận tại khu vực cầu Nhật Tân trong khoảng thời gian từ 19:30 đến 20:00. Trăng ban đầu mới mọc có màu đỏ tròn xoe, càng lên cao thì trăng càng sáng và chuyển sang màu vàng. Trước đó, vào 5:00 chiều ngày 13 tháng 7, mặt trăng tiến tới điểm gần trái đất nhất trong năm nay. Đây cũng là thời điểm nhiều cư dân ở các quốc gia trên thế giới có thể ngắm được trăng lớn và sáng nhất trong năm. Thuật cử siêu trăng được đề cập lần đầu tiên vào năm 1979. Khi đó, nhà thiên văn học Richard Nolay cho rằng siêu trăng có thể hiểu là trăng mới hoặc là trăng tròn xảy ra khi mặt trăng nằm gần với trái đất nhất trên quỹ đạo của nó. Mãi đến sau năm 2011, thuật cử này mới trở nên phổ biến trong giới học thuật và những người yêu thích thiên văn học. Thưa quý vị, 8:00 sáng mai, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang 2022 diễn ra với chủ đề chốt kịp đến Hậu Giang chui. Các công tác chuẩn bị cho hội nghị cơ bản hoàn thành. Người dân chốt kịp kỳ vọng hội nghị là đòn bẩy đưa tỉnh ngày càng phát triển. Hội nghị sẽ được phát trực tiếp trên các kênh phát thanh truyền hình Internet của đài. Quý khán giả quan tâm chú ý đón xem. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, tôi sẽ được điểm qua những nội dung chính được đăng tải trên các báo sáng nay. Thưa quý vị, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao cùng với xăng vẫn neo ở mức rất cưỡng khiến một số thương hiệu không thể giữ giá. Lạm phát đã chạm đến ly cà phê, ổ bánh mì. Tiêu đề bài viết báo động đến việc lạm phát lan đến những thứ thường nhật của người tiêu dùng, khi trước nay ai cũng nghĩ là thứ vĩ mô chỉ tác động đến các đơn vị kinh doanh. Một phần bún thịt này ăn không đủ no, ly cà phê cũng tăng từ 2 đến 10 ngàn đồng. Số tiền tăng nghe có vẻ không quá lớn, nhưng nếu tất cả mọi thứ từ đồ ăn, thức uống, đi lại, dịch vụ, giải trí đều tăng, thì túi tiền của người dân hẳn dời đi ít nhiều. Báo VOV thẳng thắn đưa ra kịch lý câu chuyện xăng dầu giảm nhưng mà giá vận tải thực phẩm thì không giảm. Nhiều chuyên gia cho rằng chuyện tăng giá kiểu tát nước theo mưa dường như là thói không tốt của người Việt. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho rằng khi nhiều mặt hàng thiết lập mặt bằng giá mới thì việc giảm giá sau khi xăng dầu hạ nhiệt là khó và thường có độ trễ nhất định, đôi khi chuyện đủ lý do để giữ giá thu lợi. Như vậy, chỉ có thể nhà nước đảm bảo thị trường xăng dầu ổn định, người dân sẽ tự điều chỉnh thị trường. Các tiểu thương ở chợ truyền thống mới chấp nhận điều chỉnh giá theo sự cạnh tranh, từ đó hạn chế tối đa việc thiết lập mặt bằng giá mới. Thưa quý vị, những con số mà Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đưa ra tại hội nghị trực tuyến chính phủ và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 khiến nhiều người giật mình. Sau khoảng thời gian khốc liệt nhất đối với ngành y, phải chất áo trời đi, đối với mỗi nhân viên y tế đều chẳng phải dễ dàng. Ai cũng suy nghĩ đắn đo. Gần 10.000 nhân viên y tế nghỉ việc trong 18 tháng qua, tỷ lệ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai. Cụ thể, năm rồi có hơn 5.000 nhân viên y tế thôi việc, 6 tháng đầu năm nay có hơn 4.000 người. Báo động khi con số đến thời điểm này gần bằng so với cả năm rồi. Ở góc nhìn khác, câu nói nhất y về dược được nhân viên y tế bám chiếu vào để làm nghề, để thấy tự hào, có động lực phấn đấu. Khi dấn thân thì đều tự hiểu rằng nghề y còn là trách nhiệm, là sứ mệnh cứu người. Tiếp tục chương trình, chị Mộng Mơ sẽ cập nhật các tin động đến của khán giả. Vâng ạ, xin chào anh Minh Hiện, xin chào quý khán giả. Chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài thông tin nổi bật sau đây. Liên quan đến trang fanpage gần nửa triệu lượt theo dõi có tên Khai Thu Kid, nhiều người chỉ nhóm này chưa thánh trộm vì liên tục 3 năm đoán đề chính xác. Dù nhiều người cho rằng ba sinh viên này không có mục đích xấu, chỉ dự đoán chứ không hề kết luận để gây ra hệ quả nặng nề. Tuy nhiên có người tỏ ra không đồng tình. Kỳ thi quốc gia là dấu mốc quan trọng của mỗi học sinh. Để tránh gây hoang mang và tạo tâm lý ỷ lại thì cần phải có chế tài xử lý, nhất là những cá nhân đăng tải thông tin sai lệch không đúng sự thật.
Thưa quý khán giả, rất nhiều người sở hữu sự may mắn đến ngạc nhiên như người đàn ông sau đây. Bấm số thay con gái mình cho chiếc xe máy hiệu SH mới mua và kết quả là sở hữu biển số ngũ quý sáu siêu đẹp khiến ngày nấy cũng phải trầm trồ. Nhiều người bày tỏ bàn tay vàng trong làng bấm biển là đây chứ đâu. Chiều qua, công an xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam triển khai làm thủ tục giấy tờ xe mô tô và bấm biển số. Trong đó có một người đàn ông tên P trú tại thôn Mỹ An, xã Đại Quang bấm được biển số ngũ quý sáu siêu đẹp. Theo thông tin, người đàn ông này bấm thay cho con gái mình được ủy quyền cho chiếc xe máy làm thủ tục giấy tờ hiệu SH mới mua. Theo lãnh đạo công an xã, chiếc cơ này bấm được số đẹp hoàn toàn ngẫu nhiên và may mắn. Cũng trong hôm qua, kỳ quay thưởng Vietlott ngày 14 tháng 7 tìm ra người may mắn trúng giải jackpot trị giá hơn 200 tỷ đồng. Thú vị là trong kỳ quay thưởng này thì một cá nhân khác cũng trúng giải jackpot 2 trị giá là 4 tỷ đồng. Đây là điều rất hiếm kỳ xảy ra. Theo Vietlott, tấm vé trúng jackpot 1 của khách hàng may mắn trú tại đường Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Trong khi jackpot 2 thuộc về khách hàng may mắn trú tại đường Bà Hạc, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhân của hai tấm vé may mắn sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế vào ngân sách tỉnh sẽ trở về khoản tiền hơn 180 tỷ đồng và gần 4 tỷ đồng thông qua hình thức chuyển khoản. Sau 3 ngày tạm ngưng hoạt động do thời tiết xấu thì tất cả các tàu phà từ đất liền ra Phú Quốc và ngược lại hoạt động bình thường vào hôm qua. Rất đông khách tập trung về đất liền kéo theo tình trạng cháy vé tàu. Ký chân ở bến tàu thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, du khách lĩnh kỉnh đồ đạc ngồi chờ đi tàu ra thành phố Phú Quốc, Hòn Sơn, Nam Chu thuộc huyện Kiên Hải rất nhộn nhịp. Ông Hồ Thanh Sang, trưởng đại diện cảng vụ hàng hải ở thành phố Phú Quốc cho biết, thời tiết ở Kiên Giang ổn định, các chuyến phà tàu cao tốc chạy tuyến thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên ra thành phố Phú Quốc và ngược lại hoạt động trở lại. Một chủ đại lý vé phà và tàu cao tốc tại thành phố Rạch Giá cho biết, các chuyến vận tải hành khách bằng đường biển từ Phú Quốc về đất liền hết vé. Nhiều người chuyển sang mua vé phà và Hà Tiên xuất bến tại Phú Quốc vào các ngày sau. Liên quan đến tàu cá với 16 thuyền viên mất liên lạc trên biển Bình Thuận, đêm qua, tàu cảnh sát biển được điều động đến khu vực tọa độ xác định tín hiệu lần cuối cùng của con tàu. Rất nhiều người dân và thân nhân tập trung đến khu vực cảng cá Phan Thiết nín thở chờ tin tức. Tàu cá mất liên lạc gồm 18 thuyền viên, nhưng hai người vì lý do sức khỏe rời tàu trước. Như vậy, đến thời điểm mất liên lạc trên tàu có 16 người. Vùng biển kết nối lần cuối cách đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 85 hải lý. Đến nay, tàu cá này vẫn đang bị mất liên lạc và không có tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình. Hiện ngành chức năng Bình Thuận, tàu cảnh sát biển 7011, Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển và các đơn vị liên quan tập trung tổ chức lực lượng để tiếp tục tìm kiếm. Khu vực đồi cỏ hồng rừng thông Đắc Đoa là một trong những cảnh quan đẹp nổi tiếng ở Gia Lai. Nơi này từng là địa điểm check-in thu hút giới trẻ và du khách, không kém cạnh gì so với những rừng thông ở Đà Lạt. Nhưng giờ đây, hàng ngàn cây thông bị chết sau khi chí dời liên quan đến dự án Sun Golf Đắc Đoa. Tháng 4 năm ngoái, dự án Sun Golf Đắc Đoa được chính phủ phê duyệt với tổng diện tích hơn 170.000 ha. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai chấp thuận phương án di dời rừng thông tại đây. Chủ đầu tư cũng có văn bản cam kết không để chết cây, đồng thời trồng rừng thay thế phần chiếm dụng đất dự án. Nhưng đến nay, hàng loạt cây thông sau di dời lá bị chuyển màu, ngã nâu sậm, còn cụm đang bọc lại và gia cố, giá đỡ chống đổ lại lộ phần rễ cây được cắt ngắn rất sát thân khô quắp. Theo người dân, những cây thông này khó có khả năng sống. Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Gia Lai đề nghị đơn vị chủ đầu tư dừng di dời, thuê chuyên gia đánh giá lại tình hình. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, xô bồ, những quán cà phê phong cách cổ xưa như giữ lại những nốt lặng trong tâm hồn. Và tại thành phố Cần Thơ có một quán cà phê như vậy, quán cho những không gian nét văn hóa ở một thời ký ức lội ngược dòng để đến cho hôm nay. Khách ghé quán vừa để nhâm nhi ly cà phê đá, vừa để tìm kiếm những món đồ yêu thích hay là được dịp hoài niệm về một thời của ông bà anh và xa xôi hơn nữa.
Quán cà phê cổ ngoạn tọa lạc tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, từ lâu là địa điểm yêu thích của những tín đồ đồ cổ và những người muốn tìm đến không gian yên tĩnh, hoài cổ. Nơi đây trưng bày hơn 5.000 mẫu vật, có nhiều món niên đại từ thời ốc eo đến những cổ vật từ 50 đến 100 năm tuổi. Điều thú vị là không phải đồ vật nào cũng cất sâu trong tủ kính. Nhiều món được trưng bày ở bên ngoài, khách có thể chạm vào được. Lúc đó anh sưu tầm, anh vô tình là anh đi uống quán cà phê, cũng có bán đồ xưa, đồ cổ á. Thì anh mua một vài món, từ một vài món đó thì anh thấy anh thích, xưa quá đi. Cái anh mua càng nhiều, anh nghĩ ra là cái một chỗ để mình trưng bày á, để người ta ngắm, người ta chiêm ngưỡng với mình. Thì anh mới có ý tưởng là mở một điểm để anh em giao lưu đồ xưa, đồ cổ á. Từ cái đó anh mới xây dựng nên cái quán cà phê của ngoạn. Từ chén dĩa gốm, bình hoa, ấm trà đến rất nhiều vật dụng từng quen thuộc với ký ức của thế hệ xưa như bãi hát, lư hương đồng, những bình nước đi rừng mà bộ đội thường mang theo, hay cả những thanh kiếm cổ xưa độc đáo. Anh thích nhất là bình ấy, bình chưng bông á, tại vì đó anh thấy thực dụng hơn. Những món mà anh sưu tầm nhiều nhất ở đây là bình bông, anh cũng có được mấy trăm cái bình bông. Bình bông gốm lấy thi viên quà hoặc là những cái bình bông mà của gốm nước ngoài á. Một không gian đi qua nhiều thời đại với nhiều món đồ hoài cổ rất nổi tiếng. Những mảnh ghép lịch sử được tái hiện tuyệt vời ở một quán cà phê cổ ngoạn, như là một nơi lưu giữ dấu ấn thời gian thú vị của Cần Thơ. Thông tin vừa rồi cũng khép lại nhịp sống ngày mới sáng nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.